Thưa quý vị, và hiện nay thì Mỹ vẫn là quốc gia tâm dịch về COVID-19 trên toàn cầu. Trong một bài phát biểu vào hôm ngày 16 tháng 5, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã chỉ trích các chính quyền Tổng thống đương nhiệm đối phó với đại dịch COVID-19. Theo The Guardian của Anh, các cựu Tổng thống Mỹ thì thường hiếm khi lên tiếng chỉ trích Tổng thống đương nhiệm. Đây được xem là một điều bất thành văn trên chính trường của Mỹ. Việc ông Obama lên tiếng như vậy được xem là điều hiếm có. Trong hai bài phát biểu được phát sóng cách nhau vài giờ hôm 16 tháng 5 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump về phản ứng cẩu thả với dịch bệnh COVID-19. Hơn bất cứ điều gì khác, đại dịch này cuối cùng đã xé rách bức màn cho rằng nhiều lãnh đạo biết mình đang làm gì. Không ít người trong số họ, thậm chí còn không thèm giả vờ rằng mình đang điều hành. Dù ông Obama không trực tiếp nhắc đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng thông điệp của ông được ngầm hiểu là lời chỉ trích nhằm vào cách đối phó COVID-19 của ông chủ Nhà Trắng. Đây là lần hiếm hoi một cựu Tổng thống Mỹ lên tiếng phê phán người kế nhiệm. Cựu Tổng thống Obama cũng ít phát biểu công khai kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 1 năm 2017. Cựu Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh đại dịch đã cho thấy sự bất bình đẳng sắc tộc tại Mỹ, đồng thời bày tỏ sự giận dữ trước bộ thanh niên da đen 25 tuổi Amo Avery bị bắn chết khi đang chạy bộ ở bang Georgia hôm 23 tháng 2. Chúng ta thấy ảnh hưởng không cân xứng của COVID-19 với các cộng đồng. Một người da màu đi chạy bộ và một số kẻ cảm thấy có quyền chặn đường đã tra hỏi anh ấy, sau đó nổ súng sát hại, chỉ vì người đó không trả lời câu hỏi. Mặc dù ông Obama hầu như tránh chỉ trích cách ông Donald Trump lãnh đạo đất nước, tuy nhiên trong một cuộc gọi bị rò rỉ tuần trước, cựu Tổng thống Obama đã mô tả phản ứng với đại dịch COVID-19 của chính phủ Mỹ là một thảm họa hỗn loạn thực sự.